Lusa lúc nào cũng bị mang tiếng là giới thiệu cho mọi người toàn những cái sản phẩm mắc tiền. Nhưng mà nói thiệt cho mọi người, những sản phẩm có giá bình dân á, Lusa trải nghiệm được 10 sản phẩm thì có 0,5 sản phẩm là tốt thôi. Sau đây sẽ là những cái sản phẩm đó. Trời, hôm nay nghĩ tới cái intro ngầu dở. Đầu tiên sẽ là Essence hương thảo của Aromatica. Siêu thơm, siêu tự nhiên, siêu dưỡng ẩm mà siêu nhẹ mặt luôn, siêu đã, bao đã. Nó là Essence nhưng mà cái chất của nó như là toner, nhưng mà nó cấp ẩm cao và chất lượng như Essence. Nói chung là êm lắm nha. Thêm một cái lotion kim luôn toner dành cho mọi loại da, chai 200ml nha. Nhưng mà chỉ có hình như 800-900 nghìn đồng. Ai, tụi tôi không tìm được một cái toner thực thụ, giá bình dân thực thụ hả? Toner Purito nằm trong top sản phẩm Lucel thích mà không có bán chính hãng tại Việt Nam. Ổn không? Những sản phẩm bán chính hãng tại Việt Nam đã được Lucel tổng hợp lại trên link Paseo trên cái tường YouTube của mình á, bấm vô liền.